Sáng ngày 11 tháng 9, ông Lê Ngọc Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ea H'leo xác nhận một vụ lật xe khách vừa xảy ra trên địa bàn khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 9, tại km 1684 quốc lộ 14, đoạn qua thôn 1, xã Ea -à Hờ huyện Ea -à Hờ xe khách dương nằm mang biển kiểm sát 50H30853 chở theo hơn 10 hành khách lưu thông theo hướng Đắk Lắc gia Lai, bất ngờ mất lái, lao vào bên đường rồi lật nghiêng. Hậu quả vụ tai nạn là 3 người tử vong tại chỗ, một người tử vong ở bệnh viện, nhiều người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện. Thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, ba máy bay trực thăng thuộc Trung đoàn Không quân 916, sư đoàn 371 sẽ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn người dân vùng lũ tại tỉnh Yên Bái và Cao Bằng vào ngày 11 tháng 9. Căn cứ chỉ đạo của Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân về việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ cứu nạn vùng lũ phía Bắc, Trung đoàn Không quân 916 sẽ có hai máy bay trực thăng trực tiếp tham gia cứu trợ là MI-171, MI-17, trong đó một chiếc máy bay MI-7 dự bị đoàn sẽ chia làm hai tổ bay tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đường không tại khu vực lũ của các tỉnh yên bái và cao bằng vận chuyển hàng hóa lương thực thiết yếu để cứu trợ người dân vùng lũ như mì tôm nước uống bánh mì phao cứu sinh sau khi xác định được phương án thực hiện nhiệm vụ trực thăng thực hiện tổ chức cứu hộ cứu nạn bằng phương pháp treo cầu hoặc hạ cánh tại bãi thả hàng để vận chuyển nhu yếu phẩm Đến thời điểm hiện tại, theo thông tin từ trung tâm đoàn không quân 916, sư đoàn 317, hai máy bay cùng tổ bay, hai tổ tìm kiếm cứu nạn đường không và trang bị bảo đảm sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. 16 giờ ngày 10 tháng 9, chị Doãn Thị Hòa liên tục bấm điện thoại gọi những ai có thể để tìm bạn học của mình là chị Lê Thị Hà sống tại phường Quang Vinh nhưng bật vô âm tín. Hướng mắt về phía dòng nước lũ, đang bùa vây phường Quang Vinh, người phụ nữ 37 tuổi đứng ngồi không yên. Chị Hà cách khu vực này khoảng 15 km, chị xuống từ sáng nhưng không có tin tức gì của bạn. Bạn mình từ Bắc Cạn xuống đây đi làm, đến nay gọi không được, người thân cũng chưa nắm tin tức gì. Nỗi lo của chị Hà càng tăng lên khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của cháu bé bị lũ cuốn vào chiều ngày 9 tháng 9. Hình ảnh đó làm chị Hòa khóc. Trong cơn mưa tầm tã, không chỉ chị Hà, hàng trăm người có mặt tại đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh là nơi cứu hộ những người trong vùng ngập lụt, rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh đau lòng trên. May mắn hơn, chị Nông Thị Hương, chú tại tổ 7 phường Quang Vinh, đã liên hệ được với gia đình trong chiều nay. Chị Hương làm công nhân tại Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nghe tin nhà bị nước lũ cô lập, chị xin nghỉ làm và về nhà từ ngày 8 tháng 9. Nhưng hai ngày vừa qua, chị chỉ chờ bên ngoài để nghe tin từ gia đình. Nhà chị có bố mẹ già cùng với chồng và hai con nhỏ vẫn mắc kẹt bên trong, người phụ nữ khóc lóc. Em muốn về nhà lắm mà không được. Chị Lan Anh cũng thấp thỏm chờ tin người nhà từ trong tầm lũ. Hai ngày qua là hai ngày rất dài với chị bởi không thể gọi được cho bố mẹ. Chị Hà nói, lực lượng chức năng đã vào đón rồi, tôi mong từng giây. Hàng trăm người vẫn đợi mưa hướng mắt về những chiếc thuyền cứu hộ của lực lượng chức năng. Họ giáo giác tìm người thân của mình trong số những người được đưa lên bờ. Theo đó, tại phường Quang Vinh, nơi ngập sâu nhất của thành phố Thái Nguyên, lực lượng chức năng vẫn kiên trì đưa người khu vực ngập lụt, đồng thời tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân các khu vực khác đang mắc kẹt. Trả lời dân Việt, đại tá Ma Công học, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nước lũ đang rút dần, lực lượng chức năng đã tiếp cận được với những người ở sâu phía trong, đồng thời các phương án cứu hộ được triển khai đồng bộ, đảm bảo an toàn cho người dân ghi nhận của dân việt rất nhiều áo phao xuồng máy nhu yếu phẩm được vận chuyển đến khu vực ngập lụt của phường quang vinh những ngày qua do ảnh hưởng của mưa lũ tình trạng ngập úng trên địa bàn tỉnh thái nguyên khá nghiêm trọng tại thành phố thái nguyên lực lượng chức năng tạm thời cấm người phương tiện đi qua cầu gia bảy cầu bến tượng và cầu mỏ bạch Bên cạnh đó, một số khu vực bị ngập sâu, cấm người vào phương tiện lưu thông. Đặc biệt, trên địa bàn thành phố có 81 xóm tổ dân phố của 17 phường xã nằm ven sông cầu bị ngập sâu, trong đó có 20 xóm tổ dân phố bị cô lập. Mực nước sông cầu dâng cao cũng đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 8 xã ven sông ở huyện Phú Bình, gồm Thượng Đình, Đao Xá, Bảo Lý, Nhã Lộng, Xuân Phương, Úc Kỳ, Nga Mi và Hà Châu. Tại thành phố Phổ Yên, khu vực Phú Cốc thuộc phường Tân Phú gồm 4 tổ dân phố, Bến Cả, Đồng Lầm, Đình Phú Cốc, Lợi Bến. Với khoảng 400 hộ dân cũng bị ảnh hưởng khi mức nước sông cầu dâng cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng ven sông, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng tài sản của nhân dân. Ngày 11 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin thông báo lũ trên sông Hồng ở thành phố Hà Nội. Mức nước sông Hồng đang lên nhanh, lúc 0 giờ ngày 11 tháng 9, mức nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,54 m, trên báo động 2 là 0,04 m. Dự báo mức nước sông Hồng tiếp tục lên, đến 1 giờ ngày 11 tháng 9, mức nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,60 m, trên báo động 2 là 0,10 m. Lúc 7 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,70 m, trên báo động 2 là 0,20 m. Lúc 13 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,75 m, trên báo động 2 là 0,25 m. Đến 19 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,75 m, trên báo động 2 là 0,25 m. Các chuyên gia cảnh báo lũ trên sông đang lên cao, gây ngập lụt sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh, vân vân. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2. Mức nước trong sông đang ở mức cao, mức nước lũ gây ngập lụt sâu, ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại một số khu vực thuộc các quận huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh. Trước thông tin trên mạng xã hội xuất hiện, nhiều bài viết người dân Thái Nguyên cầu cứu xin được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chiều ngày mùng 10 tháng 9, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã trả lời về vấn đề này. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong các ngày mùng 8 tháng 9 và mùng 9 tháng 9 đã có mưa to đến rất to. Theo đó, nước sông cầu dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cùng thời gian này, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết với nội dung người dân Thái Nguyên cầu cứu xin được hỗ trợ do ảnh hưởng của mưa lũ. Những bài viết này nhận được nhiều lượt tương tác chia sẻ. Tác giả bài đăng lờ lắng viết: "Mọi người ơi, cứu gia đình bạn giúp em với." Gần 23 giờ ngày mùng 9 tháng 9, một đề nghị khẩn thiết được đăng tải lên nhóm OFFB, Cho biết, một gia đình có 4 trẻ em trong đó một cháu mới sinh, một cụ già 96 tuổi và ba người lớn đang mắc kẹt trong ngôi nhà đã ngập hết tầng 1 ở thành phố Thái Nguyên. Khu vực này nước sâu chảy mạnh nên họ đã chờ rất lâu nhưng chưa gọi được cứu hộ. Nước sắp ngập lên tầng 2 rồi ạ. À. Đây chỉ là một trong rất nhiều lời cầu cứu được đăng tải trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, người dân Thái Nguyên liên tục cầu cứu, tìm những xuồng cứu sinh, phao, thuyền giải cứu người thân đang gặp nguy hiểm do ngập cao không thể tự di tản. Đáp lại, nhiều cá nhân, tổ chức, nhóm đã đăng tải thông tin liên lạc, đề nghị người gặp nạn gọi điện trực tiếp để thông báo vị trí, từ đó có thể di chuyển phương tiện đến ứng cứu. Liên quan đến vấn đề này, chiều ngày 10 tháng 9, trả lời dân Việt, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng khẳng định, những thông tin người dân tỉnh Thái Nguyên cầu cứu trên mạng xã hội là không chính xác. Ông Hùng tiếp tục khẳng định, những hội nhóm cá nhân đăng tin cầu cứu đều nằm ở các tỉnh khác chứ không có chuyện người dân Thái Nguyên lên mạng xã hội cầu cứu được hỗ trợ. Sau khi lũ trên sông cầu lên nhanh, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời sơ tán người dân và tài sản trong vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Các địa phương đã bố trí nhiều khu vực, nhà văn hóa, trường học, chùa, bảo đảm các điều kiện để phục vụ việc di rời người dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các địa phương kịp thời đảm bảo nguồn thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ông Hùng cho biết, Thái Nguyên đang làm rất tốt công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước trong và sau bão số 3, cũng như mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra. Ông Hùng nói, tại những nơi ngập sâu được chính quyền các cấp di rời, sơ tán người dân rất khẩn trương đến nơi an toàn. Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên cũng cho hay, mặc dù đã được di rời đến nơi an toàn, tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số hộ dân tự ý quay trở lại nhà khi đang bị ngập để di rời tài sản. Ông khuyến cáo người dân nên chấp hành nghiêm các quy định của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ông Hùng thông tin thêm, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã giảm xuống 40-50mm. đến Hiện nay nước sông cầu cũng đang rút xuống gần 70cm trong ngày 10 tháng 9. Hiện nước sông cầu đang ở mức 28,19m. Ông Hùng thông tin, nếu như đêm nay trên tỉnh Bắc Cạn không mưa thì nước trên sông cầu sẽ tiếp tục xuống dưới mức báo động 3.